Xin chào các bạn, như đã hứa với các bạn ở video lần trước, trong video lần này tôi xin được chia sẻ đến các bạn một số phương pháp giảm cân. Ở video đầu tiên trong chuỗi video về phương pháp giảm cân, tôi sẽ chia sẻ đến các bạn cách sử dụng mật ong kết hợp với nước ấm để giảm cân và phương pháp ăn khoa học để giảm cân trong phương pháp giảm cân lần này. Mật ong có tác dụng giảm cân hay không? Tôi xin khẳng định với các bạn 100% là mật ong không phải là thực phẩm có thể giúp các bạn giảm cân. Nếu không biết cách dùng thì vô tình các bạn lại làm cho việc giảm cân thành tăng cân. Ngoài ra, mật ong không phải ai cũng dùng được. Vậy tại sao tôi lại sử dụng mật ong trong cái phương pháp giảm cân lần này? Thứ nhất, mật ong có độ ngọt thấp, nó tốt cho dạ dày. Khi uống mật ong với nước ấm, bạn sẽ cảm thấy no và ít thèm ăn hơn. Đó là một trong những cái phương pháp mà tôi sử dụng vào cái việc giảm cân lần này. Thì để sử dụng như thế nào về mật ong cho nó hiệu quả và cái phương pháp ăn uống khoa học để giảm cân là như thế nào, thì tôi xin được lần lượt chia sẻ đến các bạn. Sau đây thì tôi xin hướng dẫn các bạn pha một ly nước mật ong với nước ấm một cách hợp lý để khi uống vào nó thấy no và bớt thèm ăn. Mà điều đặc biệt là với liều lượng như thế nào thì nó sẽ không ảnh hưởng tới đường huyết của các bạn. Đầu tiên thì chúng ta dùng 2/3 cốc nước ấm. Nước ấm ở đây là khoảng 35 đến 40 độ C. Thì dùng 1 đến 2 thìa mật ong. Chúng ta khuấy đều cho nó tan ra. Sau khi pha được ly nước ấm với mật ong này thì chúng ta thường sử dụng vào buổi tối khi mà chúng ta cảm thấy đói và chúng ta muốn ăn, là chúng ta sử dụng cái nước này uống vào thì các bạn sẽ bớt thèm ăn và các bạn sẽ không còn thèm ăn nữa. Ngoài ra, để giảm được cân thì bạn phải có phương pháp ăn uống hợp lý. Ở sau đây thì tôi sẽ chia sẻ đến các bạn cách ăn như thế nào để giảm được cân. Thì cách ăn như sau. 3 ngày đầu tiên khi chúng ta thực hiện giảm cân, vào buổi sáng thì các bạn ăn no. Khi ăn no vào buổi sáng thì bạn sẽ giảm được mức độ thèm ăn. Buổi trưa thì các bạn ăn bình thường. Trong bữa trưa thì chúng ta chú trọng ăn nhiều vào rau xanh. Đối với thịt, protein thì là thịt nạc, là thịt bò, thịt gà, tức là có thịt màu đỏ và thịt trắng. Các bạn hạn chế ăn mỡ và ăn da. Và tuyệt đối không ăn đồ chiên, bột chiên và không uống nước ngọt. Vào buổi tối của ngày đầu tiên, trong 3 ngày đầu tiên, thì các bạn không ăn hoặc chỉ ăn rau xanh. Các bạn lưu ý là rau xanh chứ không phải củ. Ví dụ như các bạn ăn củ khoai tây thì vô tình các bạn lại làm cân tăng nhanh hơn, mặc dù đó được xếp vào là rau củ. Các bạn nhớ là chỉ ăn rau xanh, các loại rau xanh chứa nhiều chất xơ. Nếu như buổi tối mà các bạn thấy đói thì lúc nãy tôi đã chia sẻ với các bạn là pha ly nước rồi. Thì lúc này đây các bạn hãy pha ly nước mà tôi đã chia sẻ như lúc nãy và các bạn hãy uống vào. Thì khi uống vào thì các bạn sẽ thấy được là mình không còn thèm muốn ăn uống như những ngày trước nữa. Bước sang ngày thứ tư, sau khi chúng ta thực hiện 3 ngày mà tôi đã chia sẻ ở trên, thì bạn vào buổi sáng thì bạn vẫn ăn no, buổi trưa ăn ít lại, và buổi tối bạn chỉ ăn rau xanh và uống ly nước ấm mật ong mà tôi đã chia sẻ. Bạn thực hiện liên tục sau một tuần, tôi cam kết bạn sẽ thấy mình đã giảm cân. Điều cần lưu ý là sau khi giảm được cân thì bạn phải duy trì uống nước mật ong để giảm ham muốn ăn uống trở lại. Và bạn phải ăn một chế độ ăn bình thường, không ăn những cái đồ ăn thêm, ăn vặt vào ban đêm hay là uống nước ngọt. Không ăn những cái đồ chiên, đồ bột nhiều để giảm cân. Ngoài cái yếu tố mà để ăn thì bạn cần phải thường xuyên tập thể dục đều đặn. Khi tập thể dục thì bạn sẽ cảm thấy mệt và đổ mồ hôi, mất nước và bạn chỉ được uống nước lọc, không được uống nước ngọt. Nếu như bạn làm đúng những gì mà tôi chia sẻ
trong 3 bước là uống mật ong và cách ăn khoa học và cách tập thể dục, thì tôi cam đoan rằng bạn sẽ giảm được cân. Cách giảm cân này có ưu điểm là không ảnh hưởng tới sức khỏe, không tạo ra tác dụng phụ, nhưng lại có nhược điểm là giảm chậm và không làm đúng thì dễ lên cân trở lại. Trong cái video tới đây, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách giảm cân khác. Để xem được video mới của tôi một cách nhanh nhất, bạn hãy nhấn vào cái nút đăng ký và bấm vào cái chuông, để khi tôi đăng video mới thì hệ thống sẽ tự động gửi cho bạn. Trong quá trình xem video, nếu bạn có bất cứ một câu hỏi nào, bạn hãy comment, bình luận ở dưới video, chúng tôi sẽ trả lời cho bạn. Xin cảm ơn, xin chào và xin hẹn gặp lại bạn trong video lần tới đây. Sức khỏe tâm sinh, kênh chia sẻ kiến thức về sức khỏe và thực phẩm, chia sẻ những thông tin hữu ích nhất cho cuộc sống. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ nội dung này vì cộng đồng. Hãy đăng ký kênh để đón nhận được những thông tin hữu ích nhất.